kính chúc sức khỏe toàn thể quý anh chị em các bạn cùng gia đình được dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trên đời, gia đình luôn luôn hạnh phúc. Xin giới thiệu tiếng đàn lục huyền cầm của nhạc sĩ Thành Lập và tiếng đàn sớm của nhạc sĩ Quảng Sông, tiếng đàn độc quyền của nhạc sĩ Minh Hòa và cộng đó dàn hát của nhạc sĩ Bảo Cường. Nghệ sĩ Dù Minh Lập. Mời mừng chương trình khám sức khỏe hôm nay thì em sẽ gửi tặng gia đình mình một bài tặng cụ vô duyên, em đi chùa được.
chị sinh rất nhiều, hơi còn khỏe. À, và đây tôi biết anh trân trọng cái mời anh nghệ sĩ Thành Tài nhớ anh An Giang. Hơi vui, khám sức khỏe. Nhiều thật nhiều. Tôi này cũng mệt lắm nhưng mà yêu cầu chúng ta ráng giữ vui trong cái hôm nay. Với một lớp dây ca khúc nhạc từ ly của cố thượng giả Vĩ Châu mới chào đời. Minh Hòa đơn bầu và thành lập đơn Vĩ Tài và anh Trung Hoàng đạo diễn quay phim anh Lê Phát chỉ đạo sân khấu.
xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn anh Hùng Thầy rất nhiều. Và lên đường đi là chúng mời đi nghe hôm nay nghệ sĩ Dũng Thanh và mời đến đây. Khám sức khỏe.
Em ơi,
Mẹ ơi, con đã về đây nữa, đi qua đâu xa.
lòng khác.